để giải đáp những cái thắc mắc cho các tài xế Uber Moto. Uber Moto là một cái hình thức dịch vụ gọi đặt xe xe ôm kiểu mới của Uber dành cho các lái xe có xe máy và đầy đủ giấy tờ hợp lệ có thể tham gia vào hệ thống để đón khách và nhận 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 phí trên mỗi chuyến đi. Bạn có thể kiếm tiền từ việc sở hữu một chiếc xe máy từ đời 2008 trở lên, có đầy đủ bằng lái đăng ký và bảo hiểm cho hành khách. Bạn có thể đăng ký với Uber tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thì mọi thông tin sẽ được giải đáp tại trang này. Bạn có thể kích đường link ở dưới trong phần mô tả clip này để xem chi tiết hơn. Đối với Uber Moto hiện tại ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng tại thời điểm tháng 4 năm 2016 thì giá cước trên 1 km là 3.700 đồng, giá trên mỗi phút là 200 đồng, giá tối thiểu là 10.000 đồng và phí hủy chuyến là 5.000 đồng. Tiêu chuẩn xe là từ 2008 trở lên và động cơ dung tích từ 100 phân khối đến 150. Tất cả các dòng xe, ví dụ như Honda Liberty, Yamaha Nuvo đều tham gia được. Các câu hỏi chung mà các lái xe thường sẽ hỏi thì chúng tôi sẽ thống kê ở đây. Ngoài ra, nếu những câu hỏi nào bạn chưa rõ, bạn có thể liên hệ với Uber để được giải quyết. Tham dự hội thảo, chúng tôi biết trên tôi có đầy đủ đường đáp của Uber để trở thành đối tác Uber của Moto từ 18 tuổi trở lên, cà vạt, lý lịch tư pháp. Tôi cần cung cấp các loại giấy tờ gì để được kích hoạt tài khoản tài xế? Để tài khoản của bạn được kích hoạt, bạn đăng nhập vào trang này, cập nhật tại đây hoặc mang đến trung tâm hỗ trợ đối tác của Uber để được hỗ trợ. Mọi thông tin liên hệ bạn có thể truy cập vào trang khuyên dùng.net và vào mục giải đáp thắc mắc cho lái xe Uber và bấm vào nút màu xanh phía dưới để chat trực tiếp nhân viên tư vấn. Bạn để lại họ tên, số điện thoại, chọn thành phố và nội dung.